chập chờn xa thăm, không chớ được tình anh về tới quê nhà. Mỗi đêm em đếm sao trời, mong cho duyên nợ dạt dào như xưa. Lá xanh bởi những cơn mưa, tình anh là những dần thơ tuyệt vời. Nhưng mà trong lòng em cũng vẫn thấy lo. Em lo gì? Thì ba em đó. Thôi, em đừng có lo nghĩ gì nữa đó. Bây giờ mình về gặp bác đi em. Trời ơi, anh không sợ hả? Ba đuổi mấy lần luôn, không sợ luôn hả? Đuổi riết cũng quen rồi, chắc không sao đâu. Đi, mình về đi em. Thôi, giờ này á, ba em đi biển rồi đó. Vậy mình về nhà mình chào bác ha. Đến đây cả ngày không nghe con trả lời. Con đi đâu vậy? Hả? Con đi đâu? Dạ con. Con sao? Ba nói con rồi, tình nghĩa hai gia đình gắn bó mấy chục năm nay, con với thằng Quang lớn lên từ tuổi nhỏ, dứt khoát hai đứa con phải trở thành vợ chồng thôi. Ba, ba ơi, chính vì con với anh Quang lớn là bên nhau, cho nên đối với anh Quang á, con có tình thân, tình thương, không có tình yêu ba à. Bà không cần biết con định nghĩa thế nào về tình yêu, nhưng mà nói con rồi, ân nghĩa gia đình từng quan đối với gia đình mình nè, ba không thể nào từ chối chuyện mà nó cùng cầu hôn với con được, con hiểu không ba? Ân nghĩa này có trả cả đời ba, ba trả con không hết nữa, sao cái lời ba hoài vậy ba? Dạ thưa bác. Tôi cậu rồi, con gái tôi thương đâu tôi gả đó, nhưng mà với cậu xin lỗi, không thể được. Ba, con xin ba mà ba. Con còn hỏi ba là ba, đừng cãi lời ba vậy. Thương à, tình nghĩa vợ chồng rồi nó sẽ sâu nặng hơn tình yêu con đang có. Con đừng để ba mang tiếng, con hiểu không? Ba, thấy cái giàu sang rồi cái là quên hết nhân nghĩa ở đời, quên hết những lời hứa lúc mình nghèo khó, con hiểu không? Trời ơi, con làm ba khó xử vô cùng. Thưa bác, tôi nói cậu rồi, con gái tôi á, nó chọn nơi nào tôi gả nơi đó, nhưng mà với cậu thì tôi khẳng định một lần nữa là không. Ba, cậu đưa ai tới đây, cậu muốn đưa ai tới đây nữa, cậu vẫn ru hết cho đi. Tôi nói cậu rồi nghe, tôi quyết định rồi, đưa ai tới cũng không chấp nhận đâu. Dạ thưa bác, nếu bác sợ thương theo con về bên ấy thì bác đừng có lo, con và mẹ con đã quyết định con sẽ thường xuyên ở lại đây để cùng chúng ta xây dựng quê hương xứ sở. Con không hề quên cội, quên nguồn, quên ngôn ngữ của mình là tiếng Việt Nam, quên tấm lòng bao dung và nhân nghĩa làm người. Từ thuở ấu thơ mẹ con đã răn dạy, dù có đi đâu cũng phải nhớ quê nhà, nhớ những ai từng mưa nắng giải dầu, nhớ ngọn đèn dầu leo lét phía bên sông. Nghe cậu nói tôi rất là cảm động, khi quê hương còn vàng có trăm điều. Cậu không quên dòng sông bến nước con đò, nên trở về muốn góp phần xây dựng quê hương. Tôi cũng là người mang ân sâu nghĩa nặng, vì vậy mà tấm lòng của cậu tôi không chấp nhận. Bác, nếu vì giữ giàu sang mà quên đi nhân nghĩa thì tôi có xứng đáng làm người trong mắt cậu hay không? Ba ơi, con xin ba hãy suy nghĩ tận tường, chúng con yêu nhau thật lòng nguyện sống chết bên nhau. Ba đừng để con đau khổ
đời khi sống cạnh người chồng mà không có tình yêu. Thương à, tình nghĩa vợ chồng rồi nó sẽ sâu nặng hơn là tình yêu con đang có. Còn đừng để ba mang tiếng, còn hiểu không? Đi vẽ giàu sang như vậy nè mà phụ bỏ cái lời hứa của ba lúc ngày xưa, lúc ba còn nghèo khổ, con hiểu không? Dạ thưa bác, lần này con về nhất định là con sẽ đưa mẹ con đến đây gặp bác. Con xin bác đừng làm chúng con khổ mà bác. Khổ cái gì mà khổ, tôi cũng khẳng định cho cậu biết, cậu đưa ai tới đây đi nữa tôi cũng nhất định là không gả con tôi cho cậu, nghe rõ chưa? Cậu về đi ba. Dạ nếu như bác nói vậy thì con xin phép bác con về. Con mong bác suy nghĩ lại, đừng làm khổ tụi con mà bác. Anh Quang, em phải tin ở anh Thương à? Anh Quang, anh Quang, con đứng lại đó Thương. Ba, đứng lại đó, nghe lời ba đứng lại. Trời con, ơi con không lấy anh Quang đâu, ba có giết chết con cũng chấp nhận nữa. Thương à, Thương, trời ơi sao con tôi nó không nghe lời của tôi, đúng là bất hiếu mà. Chia tay nhau, trong khi đó con yêu anh Hoàng mà ba bắt con là đám cưới với anh Hoàng, chắc là con chết với chị Tâm rồi. Con đừng có nói dại chứ, nếu khổ đau mà khiến cho người ta đi tìm cái chết thì dì đã chết hai mươi mấy năm về trước rồi. Phải nuôi một chút hy vọng để mà sống chứ con. Còn hy vọng gì nữa đâu hả dì? Ba con dì muốn giữ lời hứa với người ơn và bắt chúng con phải xa nhau. Con không biết nói cách nào cho ba con hiểu hết á. Cho nên có chuyện buồn gì con chỉ biết tâm sự với dì thôi à. Dì Tâm, con làm phiền dì nhiều quá hả? Không phiền đâu con. Con hãy nói đi, nói để trút hết cho nhẹ lòng. Dì ơi, chính dì cũng không hiểu sao lại lo lắng cho con như là con ruột của mình. Có lẽ giữa dì và con có duyên, nên khi nghe chuyện của con, dì cảm thấy sẽ lòng cứ phập phồng, sợ điều không tốt xảy ra rồi con nóng nổi hành động không hay.
tình là dây quan trói buộc người ta trong lục dục thất tình. Cứ dễ dùng thì càng siết chặt trên cõi đời này, mấy ai thoát được tình là sợi dây quan, nhưng sao người ta cứ lao vào dòng tình ấy. Phải chi con người đừng có trái tim biết rung động, thì khi gian dở tình yêu sẽ thản nhiên như gió thôi. Trầm trong tĩnh mịch, phải chi con người bình thản trước thế sự đang trôi, như con nước vô tình qua những khúc quanh nghiệt ngã. Phàm điều gì mình muốn thì ít khi thành hiện thực, nên con phải biết tự cân bằng trước cơn gió bão. Bão tố chỉ quật ngã được cảnh vật, chứ không quật ngã được ý chí con người của con mà. Con khắc ghi những lời dạy của dì lúc trước, nên luôn giữ vững tình yêu và quan niệm của chính mình. Đời khiến gì đã tắt chữ yêu, giữ tâm thanh tịnh không dương dòng tình ái. Con nên bình tâm để vấn tường mỏi lẻ, dòng đồng chỉ làm đau khổ thêm thôi. Con cảm ơn gì? Gì ta? Mới tới rồi hả con? Con biết những lúc thương buồn con nên đến đây để tìm gì để tâm sự, cho nên con đến đây. Thôi, hai đứa nói chuyện với nhau đi. Người trong cuộc nói chuyện với nhau dễ cảm thông hơn người ngoài cuộc như gì. Nè, con ráng lựa lời ai cũng đúng nữa. Cho cả ba chúng ta phải khó xử như thế này. Em nghĩ chỉ của mình em là khó xử. Một bên là tình yêu, một bên là chữ hiếu. Em phải làm sao đây? Anh nói cho em biết đi. Em phải làm sao đây hả anh Quang? Từ nhỏ tới lớn, chuyện gì anh với em cũng cùng nhau chia sẻ. Nhưng riêng chuyện này anh cũng rất muốn được sẻ chia.
muốn được nghe em trúc càng nói lòng, nhưng sợ em nói lời chia tay. Anh giữ im lặng riêng mình, chành lòng chiếc bóng cô đơn. Anh đã âm thầm nhặt lấy mộng mơ, muốn tạo dựng một mái gia đình, nhưng chỉ là mơ mộng mà thôi. Biết là mộng mơ anh xây dựng để làm gì, khi vườn hồng đã có chủ nhân. Tình yêu em đã trao cho hoàng, em chỉ có một trái tim. Anh nói với em là thành thật, tại yêu đơn phương nên tránh ưu phiền. Bên sông thuyền khác đâu rồi, trở lại giữa dòng một chiếc thuyền trôi. Con thuyền lơ lửng trên sông theo nước thủy triều, khi rồng khi nước theo dòng sông chảy ra biển cả, nhưng một chiếc thuyền trôi khó tìm ra bến đỗ cho. Lạ hơn làm con thuyền cứ mãi kim bến neo. Cô đơn quá thành niềm đau vô dòng, hẹn tao phùng khi đã vĩnh biệt thế gian. Anh đang nói với em những điều rất thật, theo thời gian em sẽ hiểu tận tường. Ai cũng cho là mình đối thật, trong trăm ngàn cái thật đó em sẽ tin vào cái thật nào để tìm ra cái thật cho em? Nếu em tin thật thì đó sẽ là thật, ý của bác Hạnh là thế. Nhưng trong tình cảnh như thế này có vui vẻ gì không duyên nợ hả em? Sẽ lấy chồng theo quyết định của ba, một quyết định đưa em vào cõi chết. Anh sẽ thế nào nếu đứng vào trường hợp là em cãi lệnh ba, thay theo con tim đang nên tiếng? Anh sẽ là người quyết định thay em, dù mất em là mất cả một đời. Em đừng ngại ngùng nói thẳng với bác trai, vừa chúng ta không thể thành chồng thành vợ. Anh nghĩ bác sẽ hiểu ra mỗi lẽ, trả em về đúng với người em yêu. Anh Quang à, nếu dễ dàng như anh nói thì sự thế đâu có kéo dài đến ngày hôm nay đâu anh. Tâm của ba em anh biết rồi đó, không ai thay đổi được hết đó. Nếu như người từ chối là anh, anh không yêu nhau, cưới nhau về chỉ là khổ nhau thôi. Nhưng mà chưa chắc gì ba em chịu nghe lời anh nói đâu. Đó là chuyện của anh, nhưng trong lúc này anh khuyên em đừng có nên làm cho bác buồn. Dạo này anh thấy tình hình sức khỏe của bác không tốt lắm đâu thương à. Quang nó nói đúng đó con à, chuyện gì đến rồi nó sẽ đến, con đừng có dằn vặt mình như vậy mà làm cho ba con phải khổ thêm. Theo dì nghĩ thì ba con cũng có cái khó của ông ấy. Dạ thôi con về đi,
Dạ. Để anh nhà anh lo. Con về nghe dì Tâm. Con về nghe dì Tâm. Dì Tâm. Hay là dì xuống nhà con chơi một chuyến đi. Con nhắc dì với ba con nhiều dữ lắm. Có tiếng nói của dì, ba con thay đổi ý định thì sao? Đâu có được con. Mặc dù dì không có đi tu, nhưng dì đã nguyện với lòng là không có xen vào chuyện của thế gian. Quang à. Dạ. Đưa Thương nó về đi con. Dạ. Con về cái gì? Nghe lời dì đi. Đi em. Mấy lúc gần đây bác uống nhiều, cái bệnh nhức đầu của bác càng ngày nó càng nặng hơn. Vì chuyện của con với con Thương, mà thấy mình có lỗi với con, có lỗi với anh chị bên nhà, nó có lỗi nhiều lắm. Con với Thương có duyên mà không nợ, thà làm như vậy sẽ tốt hơn bác à. Còn hơn là con phải chờ trong vô vọng á. Nói gì đi nữa, bác cũng là người có lỗi thôi, con biết không? Nhưng mà do con tự rút lui mà bác. Rút lui? Con rút lui trong cái thế con bị tù hôn mà có gì vui vẻ đâu con. Nói thật, bác có được cái cơ ngơi sự nghiệp này, tất cả là do anh chị ở bên nhà giúp đỡ. Bác muốn con với con Thương làm vợ làm chồng với nhau, để mà tình thắm hai gia đình càng ngày càng thắt chặt hơn. Nhưng mà đúng là người tính ta tính không qua trời tính. Trời sắp mưa rồi đó con. Mưa đêm dễ làm cho người ta nhớ nhiều về kỷ niệm. Mỗi khi nghe tiếng mưa đêm, tiếng sóng biển vỗ vào bờ, lòng của bác không nguôi dai rất nhớ về chuyện ngày xưa. Có lẽ trong cuộc đời người có những chuyện cần phải quên đi để mà sống. Cho nên khi con nhắc đến tên chùa là mẹ biết liền. Và cũng tại ngôi chùa này, mẹ đã gặp được một người bạn.
có phải người mà mẹ đang đi tìm đúng không mẹ? Mẹ đang về quê tìm chị ấy, nhưng mà không gặp được. Tuy quen biết nhau không bao lâu, nhưng mẹ, mẹ còn nặng nỗi chị ấy rất nhiều. Ủa? Con nghĩ người mẹ đi tìm phải là người thân, sao giờ mẹ nói là gặp dễ không được bao lâu là sao mẹ? Cũng tại ngôi chùa này mẹ đã gặp chị ấy. Mẹ nhớ lúc đó chị ấy bồng đứa con chưa đầy một tuổi, cầu nguyện và khóc lóc thật thảm thương. Hỏi ra thì mới biết là chị ấy cùng quê với ba con, chồng thì chết, mẹ chồng thì bệnh nặng, hoàn cảnh thật là thảm thương. Ba mẹ đã cố gắng giúp đỡ, nhưng rồi thời buổi chiến tranh loạn lạc, mẹ dắt con lên thành phố rồi đi nước ngoài cho đến bây giờ. Mẹ à, nghe mẹ kể hoàn cảnh của dì ấy thật là tội nghiệp. Mẹ ơi, có phải khi người ta khổ đau tuyệt vọng thì người ta chỉ biết cầu trời khẩn Phật để có thêm hy vọng đúng không mẹ? Đúng rồi đó con. Cũng giống như mẹ đi chùa là để mẹ cầu con đó. Mẹ cầu con? Đúng rồi. Thì nhờ mẹ nguyện cầu cho nên mẹ mới được có con đó. Hồi đó đó, khi ba con cưới, mẹ được gần 3 năm, nhưng ba với mẹ vẫn chưa tròn ước mơ. Vì chưa có con nói dối tâm đường, bà nội con thì hối thúc đêm ngày, thế cho nên mẹ mới lên đây cầu từ để vui lòng bên nội của con. Không bao lâu sau thì sinh được đứa cháu nội, rất ngoan hiền học giỏi chính là con, phải không mẹ? Đúng rồi. Thì mẹ, mẹ biết là con ngoan và giỏi lắm, nhưng mà còn rất nhiều chuyện mà con chưa biết được đâu. Khi nào gặp dì Hạnh á thì mẹ sẽ kể cho con nghe. Ủa? Sao mẹ không chịu kể cho con nghe luôn bây giờ? Lỡ mình không tìm gặp được dì Hạnh thì sao hả mẹ? Sống chết gì thì cũng phải gặp chứ con. Phải có hy vọng mới sống được chứ con. Ý? Sao, sao mẹ nói con này sao nghe giống dì Diệu Tâm quá vậy mẹ? Dì Diệu Tâm? Dì Diệu Tâm là ai? Dạ, dì Diệu Tâm sống ở trong chùa này nè. Mỗi lần con và Thương có chuyện vui thường đến đây để kể cho dì nghe, hoặc là có chuyện buồn do ba Thương ngăn cấm thì con và Thương cũng đến để tâm sự với dì. Dì thường khuyên tụi con á, sống ở đời phải có hy vọng để mà sống. Vậy sao? Nghe con nói á, mẹ muốn gặp dì Diệu Tâm quá à. Mà nếu như dì Diệu Tâm chưa có tu ở chùa này thì phải gọi là sư cô, chứ tại sao lại gọi là gì á con? Dạ, dì Diệu Tâm ở đây mấy chục năm rồi, nhưng mà chỉ là con quả thôi chứ không có đi tu. Thôi mẹ, mẹ ngồi đây đi, để con vào trong con tìm gì để cho mẹ gặp mặt nhé. Rồi con đi nha mẹ. Ơi, dì Diệu Tâm sống ở chùa này mấy chục năm, chắc có thể là chị ấy sẽ biết tung tích về chị Hạnh. Thank you.
Xin lỗi, chị phải là... À vậy xin lỗi, chị muốn hỏi... Mẹ không phải
nói gì vậy mẹ? Mẹ chỉ là mẹ nuôi của con thôi. Đây là người đã sanh thành ra con. Đó là chị Hạnh, là người mà con gọi là dì Diệu Tâm đó. Mẹ, mẹ nói gì? Con không hiểu gì hết đi mẹ. Ngày xưa mẹ giữ con để cho mẹ của con đi kiếm tiền nuôi bà nội đang nằm ở bệnh viện. Rồi trong lúc chiến tranh loạn lạc, mẹ của con đã rất ruột trao con cho mẹ. Để rồi cách biệt từ đó đến nay. Mẹ, sự thật là vậy sao mẹ? Sự thật là vậy đó con ạ. Trời ơi, tôi không ngờ mẹ tôi lại khốn khổ như thế này. Mẹ, con có lỗi với mẹ. Không, con không có lỗi gì cả. Mẹ mới là người có lỗi với con. Mẹ, con ơi, hai mươi mấy năm trời cách biệt, rơi vòng tay mẹ khi lớn khôn mới biết được cội nguồn. Tại người làm mẹ mà trách nhiệm không tròn. Trời ơi, nghịch cảnh ai sắp bài cho mẹ phải xa con. Hạnh ơi, chị đừng tự trách mình đã mấy mươi năm qua không tròn phận mẹ. Tôi đã thay chị lo cho con nên người hữu dụng, thì chị hãy vui lên mà đón nhận con mình. Bao năm dằn vặt trong tim vì chưa kể rõ sự tình. Ngần ấy thời gian liều quê xa xưa, tôi mong có ngày gặp lại người xưa, cho người mẹ giờ được tay mặt con, cho con trẻ được nhìn nhận mẹ. Tôi biết đã bao đêm bên ngọn đèn dầu, không lúc nào chỉ không nhớ thương. Nhỏ đến lớn, con sống trong sự thương yêu của cha mẹ nuôi. Con chưa hề biết người mẹ đã sanh ra con đang từng ngày mắc phải khổ đau tuyệt vọng. Trong khi đó, con thông dong với tháng ngày nhàn hạ mà cứ nghĩ là mình quá hạnh phúc. Hoàng, con đừng nói thế. Ngày xưa mẹ đặt tên con là Bảo, mẹ muốn gọi lại cái tên kỷ niệm lúc kia liền. Mẹ ơi, tiếc mẹ thân yêu mà tôi
mình đang nằm mộng, sợ tình dứt rồi con vô khỏi tầm tay. Mẹ, mẹ đừng có lo, con là thằng Bảo của mẹ đây. Vợ con thật hạnh phúc vì đã có hai người mẹ. Con đã về đấy, nó sẽ không rời xa chị nữa. Đau khổ quá rồi, giờ còn lại niềm vui. Phải đó mẹ. Mẹ Ngọc con có nói, nếu như không tìm được mẹ, không cưới vợ cho con, bây giờ con hiểu rồi. Bây giờ con là người hạnh phúc nhất, đúng không mẹ? Thì đúng rồi, bây giờ cậu là người sung sướng nhất đó, hạnh phúc nhất đó. Vừa được gặp lại mẹ nè, rồi vừa được cưới vợ, đúng phải không? Dạ. Chị à, chị cũng thu xếp để mà qua nhà cháu Thương á, mình nói chuyện với người lớn về chuyện con đi chị. Dạ, vậy mình đi liền đi mẹ. Đâu có được con. Người lớn gặp nhau nói chuyện á thì mình phải hẹn trước chứ. Vả lại mẹ còn phải vô nấu cơm cho chùa, rồi còn phải chân qua đi cúng Phật nữa chứ. Dạ, nếu vậy thì thôi để con phụ mẹ. Trời ơi, con nó nôn quá rồi chị ơi. Mẹ. Ừ. Dạ, con chào hai ba. Không sao đâu con, mẹ và Thương lạ lùng gì đấy. Dạ, con mời hai bác ngồi. Ôi. Cảm ơn con. Dạ, con chào bác. Chào cậu. Chào anh. Dạ, chào hai chị. Mời hai chị ngồi. Mời... xin lỗi, mời chị ngồi. À, dạ thưa anh. Mời chị dùng nước. Cảm ơn anh. Dạ thưa anh, hôm nay á tôi đưa mẹ ruột của cháu Hoàng tới đây để mà nói chuyện về hai đứa nhỏ đó anh à. Hai đứa nó đến với nhau cũng rất là gian khổ. Phận làm cha làm mẹ thì chịu thôi. Hai chị cứ chọn ngày lành tháng tốt cho hai đứa nó thành hôn đi. Không được. Sao vậy mẹ? Sao vậy chị? Ủa? Dạ. Sao vậy? Sao chị không đồng ý? Nó nhắc chị nhiều lắm đó. Con gái tôi á, bữa nó làm gì không phải với chị. Ông không nhớ tôi là ai sao ông Tâm? Tâm là ai vậy? Chị nhìn lầm người rồi. Tôi là Hạnh mà. Ông tên Hạnh sao? Thật tình ông không nhớ tôi là ai à? xin lỗi chị. Mấy lúc gần đây đầu óc của tôi nó cứ ẩn hiện mơ hồ, tôi không nhận rõ được hình ảnh nào hết á. Nhưng mà gặp chị đó, tôi có cái cảm giác ngờ ngỡ như là... Chị ngờ ngỡ tôi sao? Trong khi tôi bị đuổi ra khỏi nhà như cái bào thai mỗi ngày một lần, tôi sẽ kể cho ông nghe những đoạn trường mà tôi đã gánh chịu kể từ khi người yêu của tôi đi biển rồi gặp cơn bão dữ. Thật ra tôi đã quên hết chuyện ngày xưa. Tôi xin chị hãy kể đi, để ký ức của tôi sống lại sau thời gian dài đã chết.
ông đã quên hết chuyện của ngày xưa. Trong khi đối với tôi thì cuốn phim đời đã mấy mươi năm nhưng vẫn còn in trong tim, trong óc. Giờ gặp lại nhau trong ngỡ ngàng chua xót, tôi mang nỗi đắng cay sau khi nghe tin người ra đi vĩnh viễn không về. Mưa biển hát khiêu rơi từng giọt u buồn, tôi về làm dâu mà không có trầu cau giảm hỏi, bởi bào thai trong người mỗi lúc lớn thêm, má con đùm bọc trong căn nhà la chân dân. Rồi má ngã bệnh, tôi đưa má rời nơi chung nhau cất súng, gửi con thơ tảo tần nuôi mẹ. Đó là nỗi đau tôi mang nặng đến bây giờ. Má không còn, con không ở cạnh bên, ông đã chết. Tôi bơ vơ cu quạnh, nương náu thiền môn, sớm chiều làm công quả, mong mỗi một ngày tìm lại được con thơ. Ý của chị muốn nói là chính là ông đó, ông Tâm. Tâm, Tâm là tôi. Má tôi chết, con tôi thì lưu lạc phương nào, vợ tôi thì sống một cảnh đời cơ cực, dù phải nương thân nơi chốn nhà chùa. Trời ơi, cuộc đời đó là cuộc đời của tôi sao? Sao tôi không nhớ gì hết vậy nè? Sao tôi không nhớ gì hết vậy? Hả? Ba, sao tôi không nhớ gì hết? Ba đang nhớ lại tôi. Sự thật có phải vậy không ba? Ba ơi, ba. Ba bắt đầu quá, ba không nhớ gì hết. Con phải làm sao đây hả mẹ? Trời ơi, nếu sự thật như vậy thì quá ông nghiệt cho con của tôi quá. Ông không nhớ tôi cũng không sao, nhưng cuộc hôn nhân này không thể trở thành sự thật. Tại sao? Vì thằng Hòa nó chính là con ruột của ông đó.
ơi, sao em đi ra trễ quá vậy? Anh biết sao không? Sao? Em chờ cả nhà ngủ hết rồi em mới dám ra đây. Hơn nữa ba biết ngày nay là anh ra biển cho nên anh canh em dữ lắm. Ồ, anh quên, anh hẹn em anh nôn quá thành ra trời sụp tối anh ra liền rồi. Trời đất ơi, mũi cắn nó giờ muốn chết luôn vậy đó. Em lo cho anh mọi thứ rồi đây nè. Em mà lo chi mấy cái này, dù anh đi xa anh lo hết rồi, đừng có lo lắng mấy chuyện này. Biết là anh đã lo rồi, nhưng mà lo thì em vẫn cứ lo. Đúng là anh chọn không làm người, em chu đáo quá trời quá đất. Nè. Dạ. Anh tặng em này nha. Nè. Gì anh? Coi đi. Hả? Thích không? Nước đầu mối. Anh làm nè. Cái này anh tặng cho em. Anh ghi tên của anh Tâm. Cái này anh giữ lại cho anh. Anh ghi tên của em Hạnh. Đó. Để anh cài tóc em ha. Ê, không được. Sao vậy? Bộ anh chê hả? Không phải em chê. Sao? Nhưng mà ba thấy đây là ba biết em gặp anh rồi, rồi ba đánh em chết. Ồ. Thôi được rồi, giữ nha, giữ kỹ nha. Thiệt là kỹ đó. Mất là được là coi như là mất luôn anh đó. Em biết rồi mà. Anh cũng giữ kỹ luôn. Anh ơi. Ừ. Lần này anh đi bao lâu anh mới về? Anh đi 1 tháng mới về đó. Hả? 1 tháng lận? Ừ. Sao lâu vậy? Đánh bắt gần bờ không còn nhiều cá cho nên anh phải đi ra tận tuốt ngoài xa vậy đó. Mới tháng, cả tháng anh mới về nè. Hôm nữa em đã mang giọt máu của anh rồi, thành ra anh phải cố gắng làm kiếm thiệt nhiều tiền để mà ba gả em cho anh nữa chứ bộ. Dù chúng ta yêu nhau và đã qua bậc mẹ cha, nhưng em không hề hối hận. Em thương anh vì anh biết lo lắng cho ngày mai của hai ta nên mới chịu cực khổ như vậy. Hạnh à, sau chuyến đi biển dài ngày này về, mẹ anh sẽ nhờ người mối mai đem trầu cao sang giảm hỏi để chúng ta nên vợ nên chồng cho thỏa lòng chờ mong và ao ước bao ngày được tròn duyên đôi lứa cho con đường nhà anh nối liền con đường nhà em. Anh, tuổi mình yêu nhau tính ra đã tròn 3 năm thì có ngại gì khi chờ thêm một chuyến ra khơi. Em luôn dõi trông chiều về trên biển mong thấy bóng con tàu giữa muôn trùng sóng gió. Anh sớm trở lại đất liền để ta được tròn ước mơ. Tàu ra khơi xa rồi sẽ quay về để em không còn vào ra trong ngóng. Hạnh ơi, lửa có thử vàng mới biết tuổi vàng cao, gió có lung lay mới biết được sự vững vàng của cây tùng cây bách. Thì dù bão tố phong ba cũng không chia rẽ được ân
tình. Có gian nan mới đo được giả chân thành. Ba khắc khe lựa chọn người làm rể, hai chữ sáng vào đâu đó được giả thủy dung. Tuy anh nghèo những trí thú làm ăn, đôi tay mình sẽ làm nên tất cả. Trên bên sông này sẽ có một mây la đơn sơ với hai trái tim son. Đêm nằm nghe sóng vô êm đềm. Em cũng chỉ mong được như vậy thôi. Nghèo mà hạnh phúc còn hơn giàu mà khổ đau một đời. Bây giờ mình đặt ba em vào chuyện đã rồi, em nghĩ ba sẽ đồng ý cho chúng mình cưới nhau thôi. Em đừng có lo, má anh đã chuẩn bị cả rồi. Em ráng chờ anh một tháng ra biển này thôi. Lần này đi lâu ngày mới có tiền về cưới em được chứ. Hạnh à, em sao vậy? Em nghe người ta cũng thường nói phải duyên chồng vợ ngàn năm cùng. Sông dò biển dễ dò, có ai lấy thước mà đo lòng người. Nếu mai này ai có thất hứa với ai thì em sẽ gửi tuổi xuân trong nông rộng tròn kiếp. Sống mà xa nhau sống làm chi nữa, con chim xa rừng còn biết thương cội nhớ cây. Em sao vậy? Sao mà lần này anh đi xa mà em nói toàn những chuyện không hay không vậy? Hả? Em biết, nhưng mà sao em cứ lo lắng sao á? Em thấy mấy lần trước em cũng lo lắng nhưng mà em đâu nói mấy chuyện không hay này. Nhưng mà nè, yên tâm đi. Em nói như là anh đi xa rồi anh không trở về vậy đó. Nhưng mà lần này hả, anh đi biển lâu nhất, cả tháng mình mới gặp lại lần, cho nên em mới lo như vậy á. Cho nên em nhớ anh phải không? Biết rồi mà còn hỏi nữa. Hạnh à, anh đi một tháng anh mới về, nhưng mà em ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Ôi thôi, để em về. Ba em trước là ba em đánh em trước. Khoan. Nữa. Anh chờ chiều tới giờ mũi cắn muốn chết luôn. Chia tay vậy thôi dễ hả? Thì mình nói hết rồi. Em nói hết rồi nhưng mà anh chưa có hết. Anh còn anh kỳ quá à. Em về đây. Khoan. Còn nữa. Khoan chuyện gì nữa? Từ giá mẹ rồi phải từ giá con nữa chứ. Em làm. Con ơi, ba đi tháng ba về, ở nhà cũng đừng có quấy mẹ nha. Con dễ thương quá. Nó dạ. Em về đây. Khoan. Trời ơi, anh từ biệt mẹ rồi, từ biệt con rồi, còn từ biệt ai nữa? Chuyện này không có từ biệt nữa mà là nhờ giả. Nhờ giả chuyện gì? Em ở nhà nhớ chăm sóc má gì mà anh. Má con mình không ai lo hết á. Coi anh đó, chuyện đó là em phải biết rồi. Em đi về đây. Khoan. Khoan chuyện gì? Trời ơi, anh khoan một hồi chứ tới hừng sáng luôn đó. Bộ anh muốn em bị đòn sao? Thôi, khỏi. Anh không muốn em bị đòn đâu. Thôi về đi, để ba thức chuyện mà không thấy em là ba đánh em chết đó. Em về đó. Em về á. Tôi chừng bé. Anh ơi, hả? Nhớ nghe, ở nhà giữ gìn sức khỏe, chăm sóc con lo má giùm anh nghe chưa? Em biết rồi. Nhớ giữ kỹ cây lược nha. Tôi nhớ ra hết rồi. Tôi là Tâm. Ông
Chưa trọn vẹn vì đai ngang đã ập đến, anh cũng không biết phải làm sao để đối diện với em. Vì trong lòng anh, tình cảm của anh dành cho em, nếu như mất đi thì anh có thể chết được. Anh hai Dục của khổ đau thì mình cũng phải chấp nhận thôi anh à. Em với anh cùng là con của ba, dù có đau cũng phải cố mà quên thôi anh à. Em có làm được không thương? Tình yêu của chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu trắc trở, sâu nặng đến mức anh không thể nào quên em được. Anh có nên nhìn ba anh hay không? Trời ơi, Anh điên mất thương ơi. Anh ra ánh sáng, càng nhớ nhung thì càng tuyệt vọng, bởi thân xác còn đây mà hồn phách đã xa rồi. Thực tế hôm nay dù cô đã tan lòng, mình cũng phải cúi đầu mà chấp nhận, để trọn đời không còn vương nỗi đau riêng. Cũng may là giữa chúng ta chưa vượt qua giới hạn, nên đoạn cuối chuyện tình sẽ là những giọt sương đêm sẽ tan đi khi lối vàng ánh bình minh, hát sương kia không còn đồng trên qua. Có lẽ phải như vậy thôi, nhưng nói thì nghe dễ, nhưng có mấy ai thực hiện được đâu. Không ngờ hai người trắc trở đến như vậy. Tôi yêu thương, tôi đã chấp nhận rút lui để cho em hạnh phúc, nhưng nào ngờ
Âu cũng là số phận. Anh quên, anh sẽ tìm quên, và em cũng thế. Xem như mình chưa gặp gỡ bao giờ. Mình đã thề hẹn sắt son chung thủy trọn đời. Hãy xóa hết đi để cha đừng buồn khổ, mẹ khỏi âu sầu vì quyết nhục tình thâm. Mai anh về bên ấy xa xôi, nhưng không khỏi lo lắng cho đứa em gái nhỏ. Quan yêu em bằng tình yêu chân thật, sống với người yêu mình là hạnh phúc đó em. Để con thuyền em gặp bên được bình yên. Trái ngang này đâu phải do em, cũng không phải do anh Hoàng, mà do số phận. Mẹ cha đã khổ đau vì tình duyên lận đận, nay chưa kịp vui mừng thì đau khổ chất chồng thêm. Anh Hoàng hiện giờ cũng đau khổ như em, thì ta phải vùi khổ đau kia vào trong dĩ vàng. Anh sẽ mãi là người anh thân thiết, chờ che cho đứa em gái nhỏ năm nào. Thật quá. Bác Hạnh à, bây giờ phải gọi là Bác Tâm mới đúng. Bác ấy như thế nào rồi em? Dạ, ba uống thuốc rồi mà chưa có khỏe anh à. Để anh dẹp thăm bác ấy. Em đi với anh đi. Mình đi. Nhận thôi con. Mẹ, mẹ ơi, con phải làm sao đây hả mẹ? Tội nghiệp con tôi, khi lớn rồi mới gặp được mẹ cha, niềm vui chưa trọn mới tìm duyên ngang trời. Mẹ ơi, ngày con rưng rưng ngã đầu vào vòng tay của người mẹ ruột, con cứ nghĩ rằng đời con từ nay sẽ ngập tràn hạnh phúc. Nào có ngờ đâu cuồng phong ập đến mang những áng mây đen như chính cuộc đời con nhận lấy. Con
bị rơi vào khoảng tối chơi vơi. Cũng may giữa chúng con chưa vượt qua dòng lễ giáo, luôn giữ gìn tình cảm thanh cao. Nếu không thì chắc là con phải chết vì phạm tội loạn luân với em ruột của mình. Được vậy là tốt rồi con. Mẹ sẽ đưa con về bọn. Thời gian sẽ làm cho con lãng quên cuộc sống hôm nay. Mẹ tin là con sẽ vượt qua tất cả. Dù thế nào con cũng cố mà quên. Con sẽ về bên ấy cùng mẹ để tìm quên nỗi buồn trong công việc. Quyết định như vậy thì ba mẹ cũng sẽ khổ vì một lần nữa phải rời xa núm rũ của mình. Mẹ con ngày ấy rời xa xứ biển, hôm sinh bão tận nuôi mẹ nuôi con. Giữa chợ đồng chải gạo từng lốn, tan chồng chưa mặn thì đầu đổi thêm tan mẹ. Mẹ cứ ngỡ cuộc đời của mẹ con từng nay sẽ hạnh phúc khi gặp được chồng và sum họp con thơ. Nào ngờ gặp cảnh trái ngang, con đành xa mẹ niềm đau thêm chất chồng. Con, mẹ, con vượt qua với con. Dạ. Thôi, mẹ con mình vào coi ba con đã tỉnh chưa, rồi mẹ sẽ xin phép với mẹ con á là cho con đi theo mẹ về bến. Nghe con, đi, đi theo mẹ, đi theo mẹ con. Bảo dữ không kịp tấp vào bờ thì bị đâm bởi sông cả muôn trùng. Con sông thét ngày hùng, anh hùng lặng trong bão bùng. Mai với được mạnh gian trôi, nhưng rồi sông dậy lớn anh bập bềnh suốt mấy ngày đêm và kiệt sức từ lúc nào mà anh vẫn không hay. Mắt tình cho sông đầy đưa, ngờ đã giả biệt dương trần, nào ngờ còn sống đến bây giờ. Nhờ dân làng chài cứu anh. Nhưng cũng từ đó ông đã vội lãng quên bao người thân đang chờ đang đợi. Trong khi tôi ôm đứa con trong tay mà nghe trái ngang trôi về trong lòng.
biển. Khi thấy tao về lòng khắp khởi mừng vui, nào ngờ hay tin anh chết giữa biển khơi, đứa con chưa vào đời rồi sẽ khổ đau như mẹ. Nỗi tuyệt vọng đã gặp mòn thân xác, vào một chiều mưa mà nhắm mắt ly trần. Trời ơi má, trước khi chết bà cầm tay tôi mà nói phải tìm cho được đứa cháu nội, đó là giọt máu cuối cùng của dòng họ. Trời ơi, hai mươi mấy năm qua hạnh chịu qua nhiều đau khổ, trong khi đó thì tôi không nhớ gì về quá khứ. Năm ấy sau khi tỉnh lại, tôi mới biết mình bị đắm thuyền trên biển, sóng gió bão bùng trôi dạt đến phương xa. Suốt mấy tháng trời tưởng đã chết đi, tôi còn sống được là nhờ những bàn tay nhân ái. Người ta hỏi quê quán nơi đâu, tôi ngơ ngẩn trả lời không biết. Ký ức trong tôi hoàn toàn trống rỗng, tôi cũng quên luôn cả tuổi tên mình. Tôi đâu biết còn người yêu ở trong quê xưa, còn mẹ già đang ngày đêm chờ trong mọi mắt. Rời quê hương thứ ai về đây sinh sống, nhờ gặp được bà mới nhớ chuyện ngày xưa. Bà đã nhận ra được mẹ con. Dạ, đứa con trai mà bà chưa từng gặp mặt. Bà mừng lắm. Đến gì bà? Bà con của bà giờ đây đã trưởng thành rồi. Cảm ơn, cảm ơn anh chị đã tận tình nuôi nấng cho con của tôi. Không có gì đâu anh, tôi thấy gia đình anh sum họp á là tôi vui lắm rồi. Cảm ơn chị. Bà, con thấy bà nhớ lại, bà nhìn nhận người thân, con vui lắm. Con gái, con nói con vui mà sao con khóc vậy con? Dạ con, trước sau gì anh em mình cũng phải đối diện với nhau, mặc dù đối diện trong đau khổ. Thưa ba, thưa mẹ, xin ba và mẹ cho được, cho con được phép theo mẹ Ngọc về bên ấy. Có thể thời gian sẽ làm cho con lạnh lắng vết thương lòng. Con không phải đi đâu cả, và không có vết thương lòng nào cần phải chữa trị để lành lặn cả. Ba, ba nói vậy là sao vậy ba? Sau mấy mươi năm quên hết mọi ký ức, thì giờ đây ba đã nhớ ra sự thật về cuộc đời của con. Con đây giống thật, không phải là con ruột của ba. Bao năm qua vì sợ ở con buồn, nên ba không cho con biết về cội nguồn. Sự thật ra sao xin ba tận tường kể lại, bởi đến giờ này con còn khổ trong tim. Ký ức xưa bỗng dưng sống lại, chẳng lẽ thương còn có cha mẹ khác hay sao? Ba, ba nói đi ba. Cho con rõ nguồn cơn, từ nhỏ đến giờ con chỉ biết ba là duy nhất, nên không thể nào có cha mẹ khác được đâu. Cha mẹ con cứu ba sau cơn bão đồng, nhận làm em nuôi và sống như ruột thịt. Rồi cha mẹ con bỏ con đi biệt, bão giật điên cuồng trong một chuyến ra khơi. Qua bao kiếm tìm vẫn im bặt tâm hơi, từ
Từ đó thì ba nuôi con đến bây giờ. Rời khỏi quê con đây đừng ai biết đến chuyện này. Vậy thì hay quá, cháu về hợp phố rồi Thương ơi. Ba, tất cả những điều ba nói là sự thật hả ba? Đây là chuyện hệ trọng cả một đời, ba đâu có thể nào hồ đồ con. Con hiểu rồi. Hồi trước mỗi lần mà con hỏi mẹ, ba đều nói là mẹ con đã mất vì bạo bệnh. Con cũng quên rồi sao? Mỗi lần con hỏi mẹ, ba quay mặt đi chỗ khác, là bởi vì ba không muốn khơi lại sự thật. Nó sẽ làm cho con đau khổ và mặc cảm vì sự cô đơn của mình, vì sự mồ côi của mình, con biết không? Ba, gái của ba. Anh Hoàng, vậy kể từ nay em với anh không còn tránh mặt nhau nữa hả? Thương ơi, đây là sự thật mà anh cứ ngỡ như trong mơ. Mẹ ơi, mẹ ơi, con mừng quá mẹ ơi. Mẹ, tất cả bây giờ đã qua hết rồi. Tôi xin chúc mừng hai người được trăm năm hạnh phúc. Anh Quang, em cảm ơn anh. Trong khoảng thời gian qua, anh đã san sẻ với em đau khổ. Hạnh phúc đôi khi là cho chứ không phải là nhận đâu Thương à. Anh Quang, anh thật là cao thượng. Mong rằng ngày đám cưới của chúng tôi, hy vọng rằng anh sẽ làm chú rể phụ nha. Anh không sợ tôi phổi lòng rồi sốc sao? Nước mắt của ngài du quy mà anh. Mà tôi đâu có du quy với anh. Anh này, thì anh du quy với em gái của anh không được hả? Anh Quang nè. Vậy thì được. Bác xin lỗi và cảm ơn con. Cảm ơn con nhiều lắm. Bác à, bác cứ xem con như là con trai của mình á, thì á, bác đâu có bị ra rứt. Quang, cháu là chàng trai tốt, rồi cháu sẽ gặp nhiều điều lành. Con cảm ơn gì? Ba ơi, bây giờ chuyện của tụi con đã ổn rồi, vậy chuyện của ba và mẹ tính sao đây hả ba? Ba thì đồng ý rồi, nhưng mà không biết người ta có chịu xa chùa không. Chị à, chị và anh đã trải qua biết bao nhiêu là đau khổ rồi, bây giờ hãy đến với nhau đi. Mẹ, việc đó đó thì phải hỏi cha con mấy người đó. Thôi thì cái chuyện này tùy hai con quyết định đi. Hai con kêu sao ba làm y như vậy à? Mẹ, ba đã giao cho tụi con rồi, bây giờ mẹ tính sao đi mẹ? Chị, thôi thì mẹ sắp gì các con. Còn gì tôi nữa chứ. Rồi. Gì ông nữa. Vậy thì bây giờ mẹ ở đâu gia đình mình ở đó. Dù ở chùa hay ở nhà, miễn sao gia đình được đoàn tụ.